Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng Miền Bắc 123. Trong video hôm nay thì ngày 22 tháng 10 âm lịch thì vườn em thì có phun cái thuốc Anvin. Anvin là thuốc phổ rộng cho cây mai vàng và các cây cảnh và cây trồng khác quý vị. Anvin quý vị nhé. Anvin là phòng nấm hồng, rỉ sắt, đốm nâu, đốm đen. Đấy, chúng ta phun có là trên nụ là nó hay bị đốm đen với này. Nó bị đốm ấy quý vị. Nó bị đốm nụ và đen nụ. Đấy, đốm nụ và đen nụ. Đấy thì em phun Anvin kết hợp với thuốc sâu và bọ trĩ luôn quý vị. Đấy thì thời điểm này là 22 tháng 10 âm lịch thì cái cây mai của chúng ta thì quá trình nụ nó cũng khá là lớn rồi. Thì quý vị cũng tham khảo và nếu mà thấy cần thiết thì chúng ta cũng nên phun để cho nó bảo vệ cái nụ của chúng ta quý vị. Đấy. Thuốc sâu và bọ trĩ thì tầm này thì bọ trĩ nó không có mấy nữa, nhưng mà chúng ta cũng phun để mà vào dịp đầu năm ấy, cái đọt non nó có ra ấy thì nó cũng bảo vệ luôn. Cái thứ hai là cái sâu. Sâu thì nó có sâu nó ăn nụ ấy quý vị. Vào cuối năm chúng ta ủ xong thì nó ra cái chân xanh ấy thì rất hay bị sâu nó ăn nụ, cắn nụ quý vị. Rất hay bị sâu nó cắn nụ, thế nên là tầm này chúng ta nên phun thuốc sâu bọ trĩ. Thì em thường phun thuốc sâu bọ trĩ được kết hợp với Anvin luôn. Anvin nó chống nấm hồng, rỉ sắt, rồi thì các cái đốm nâu, đốm đen, nó trên nụ nó có hết quý vị. Trên nụ nó bị hết, nếu chúng ta không phun thì trên nụ nó cũng bị hết rồi. Đấy. Đấy. Trên nụ này, đốm nâu, đốm đen các thứ, khi nụ nó to ấy, thì chúng ta mới thấy là nó cái vấn đề nó ở trên nụ nó bị đốm đen. Đấy, quý vị nào đã những năm trước quý vị đã từng ra từng để ý rồi thì khi mà nụ nó ra chân xanh ấy thì nó rất hay bị cái đốm đen ở trên cái nụ màu xanh. Đấy thì chúng ta phun Anvin thì nó sẽ khắc phục và hạn chế được cái tình trạng đốm nâu, đốm đen đấy quý vị nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ pha thuốc để phun cho cây. Cái Anvin thuốc sâu bọ trĩ này thì quý vị có thể pha chung với nhau. Và bác nào mà chưa đã tút lá hết thì cũng phun được các bác. Và chưa tút lá hết, mới tút trên dưới 50% thì cũng phun được nhá. Đấy, đã tút lá hết cũng phun được mà chưa tút lá hết cũng phun được. Tầm này chúng ta phun thuốc đấy vào nó rất hiệu quả. Bởi vì là sâu bọ trĩ thì tầm này nó lá nó thưa rồi ấy, thì nó rất khó chúi, thì nó phun nó tiêu diệt rất hiệu quả. Cũng như là cây lá thưa rồi chúng ta phun Anvin vào thì nó vào tận trong thân tay cành được, thì nó hạn chế được các cái nấm bệnh nó gây hại cho cây mai. Đây, thuốc Anvin đây quý vị. Anvin là phòng bệnh phổ rộng quý vị nhé. Đây, Anvin là phòng bệnh phổ rộng nấm hồng, rỉ sắt, đốm nâu, đốm đen, đốm vòng, rồi nó có trị được mười mấy phòng và trị được mười mấy bệnh, rất hiệu quả. Khi gần như là cây mai vàng không, gần như là không thể thiếu Anvin này. Vườn em thì sử dụng cái này định kỳ các bác. Anvin là phun định kỳ các bác nhá. Cái này thì liều lượng dùng là tầm 1,5 đến 2 ml trên 1 lít nước các bác nhá. 1,5 đến 2 ml trên 1 lít nước. Đấy. Còn đây là thuốc sâu bọ trĩ thì các bác phun loại nào cũng được. Em thì vườn em thường dùng cái loại Movento của Hàn Quốc này, nó rất hiệu quả. Thuốc sâu bọ trĩ kết hợp các bác nhé, hai loại này nó diệt cả sâu bọ trĩ. Thì cái Movento này và Anvin này nó phun chung với nhau được. Đấy. Cái Anvin này thì nó rất là mát cho nên là nó phun chung được với Movento. Đấy. Đấy, em nhắc lại là bác nào mà chưa phun thì các bác phun để bảo vệ nụ nhá. Kể cả các bác chưa tút lá và các bác đã tút hết lá rồi thì đều phun được hai loại này các bác nhá. Đấy, nếu mà loại này bác nào mà nụ to rồi ấy mà có nguy cơ nở sớm ấy thì các bác cũng cân nhắc, không nên lựa chọn này. Nếu phun thì nó cũng có nguy cơ nở sớm, thì vì hai cái thuốc này phun vào thì nó sẽ nóng cây ấy, nóng nụ ấy. Đấy, nó nóng thì có nguy cơ nở sớm thì các bác cũng cân nhắc. Còn các bác nụ nhỏ thì phun thoải mái, phun vào nó càng kích thích cái nụ nhá. Vừa bảo vệ nụ và vừa kích thích cái nụ. Đấy, Anvin thì các bác dùng từ 1,5 đến 2 ml trên 1 lít nước. Thế còn thuốc sâu Movento thì các bác dùng 1 ml trên 1 lít nhá. Đấy, thuốc sâu Movento dùng 1 ml trên lít. Đây em pha cho cái bình 16 lít pha vào cái thùng này các bác này, pha vào thùng này khoáng đều lên xong rồi đổ bình nhá. Này, em pha vào bình 16 lít như vậy nè. 2 ml nhân 16 tương đương 30 ml các bác. 30 ml Anvin. Đây 20 này. Đó. Đấy,
20 mm rồi có nhá. Em chắc 10 mm nữa là 30 mm. Đấy, 10 mm là 30 mm này. Đấy. Vậy là đấy, từ 1,5 đến 2 mm thì em dùng cả 2 mm luôn các bác nhá. 20 nhân bình 16 là 30 mm. Đây, còn đây là thuốc bọ sâu, bọ trĩ này. Đấy, pha chung kết hợp được các bác nhá. Hai loại này pha chung kết hợp được. Loại này thì dùng 1 mm nhá. 1 mm trên lít. Vậy bình 16 lít tương đương 16 mm này. Cốc này là cốc 20 mm, các bác đong bằng cốc nhá. Đây, cái này 16 mm các bác. 16 mm đây. Cốc này cốc 20 mm. Ước lượng 16 mm. Đấy, chúng ta pha cái thùng này xong chúng ta khoáng đều các bác, xong mới đổ bình. Chia sẻ rất chi tiết thì các bác mới chơi. Các bác chưa biết thì còn các bác mà đã có kinh nghiệm rồi thì những vấn đề này nó quá đơn giản. Nhiều lúc các bác bảo là có vấn đề đơn giản này cũng chia sẻ đấy, nhưng mà các bác mới chơi thì các bác chưa biết. Bây giờ bác nào mà chơi rồi biết rồi thì cũng có thể xem video ủng hộ em cho nó vui, còn nếu không thì các bác có thể bỏ qua sang video khác. Còn cái này chủ yếu là em chia sẻ cho các bác mới tập chơi. Năm nào thế, công việc nó chỉ quanh đi quanh lại thôi. Một năm này lại lặp lại, năm sau lại lặp lại cái vấn đề này. Đấy, hoặc là tháng trước tháng sau cũng lặp lại vấn đề này, dành cho những người mới đăng ký, những người ta mới đăng ký vào các bác. Đấy. Đấy, các bác pha thuốc sâu thì các bác pha ra cái thùng cái xô trước, xong chúng ta mới đổ vào cái bình các bác nhé. Đấy, xong chúng ta mới đổ vào cái bình này. Đấy, các bác mà có ít cây thì các bác pha vào cái bình phun lan này. Đấy, bình phun lan đây. Đấy. Thuốc sâu và bọ trĩ thì 1 mm trên lít. Còn cái thuốc Movento, thuốc Anvin phổ rộng, bệnh phổ rộng thì dùng 1,5 đến 2 mm trên lít. Đấy. Phun thì các bác phun từ trên xuống này, và chúng ta phun từ dưới lên này. Đấy. Thời điểm này lá nó thưa rồi, chúng ta phun rất hiệu quả các bác nhé. Đấy, kể cả các bác tốt lá rồi cũng phun được cái hai loại này nhé. Hai loại này được pha chung, chúng ta phun với nhau rất hiệu quả. Em thường phun vào chiều tối mát này các bác. Phun chiều tối mát thì nó không bị mất phân thuốc. Còn chúng ta phun buổi sáng này, nắng lên nó mất phân thuốc các bác nhé. Nắng lên là nó bị ảnh hưởng, mất phân thuốc, mất tác dụng phân thuốc và nó bị nhanh khô. Rồi, ok, em phun một cây làm mẫu nhé, chia sẻ tới quý vị thì chúng ta thấy cần thiết thì các bác nên phun. Đấy, vườn em thì phun cái này là phun định kỳ rồi. Đấy, các bác phun để mà tránh cuối năm là cái nụ nó bị thâm đen nhé. Đấy, và sâu nó không có ăn nụ của chúng ta. Sâu bọ trĩ nó ấp nụ cũng không nở được, và sâu nó cắn nụ thì cũng rụng hết nụ. Đấy, còn nụ nó thâm nó đen thì cũng nó cũng khó nở, và nó nở cũng xấu. Ok, em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.